từng lạc lỡ đến mỗi khi cô ấy ghé thăm lạ lắm. Anh nhớ em nhiều hơn bắt đầu ngày mới, trong vòng tay anh có một bờ vai nhỏ nhỏ. Đó em hôm nay tuyệt vời nhất lên đây số anh đo. Đã mỗi khi em xa đến mỗi khi chia. Vì em đã
Thank you.
chưa thuộc nhiều lắm đúng không ạ? Chưa kịp nghe và chưa kịp thuộc nữa mà mọi người. Yeah. Vậy thì bây giờ chắc Quân sẽ hát một bài hát mà Quân tin sẽ có nhiều người ở đây không thuộc được cả bài cũng thuộc câu được câu trăng ạ. Hay mình test thử trước một đoạn được không ạ? Ok không ạ? Thử nhá. Vì em không yêu vì em sẽ mãi chỉ là người nói chơi với như anh làm sao anh mơ mãi sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu người mình thân thương rồi như hai người đã đi ngang qua đôi
tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Bài hát vừa xong thì kết thúc món quà của mình. Món quà hôm nay Quân đang ở đây gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả. Và trước khi mà bước xuống sân khấu thì Quân xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, thật ấm áp bên những người thân và bạn bè của mình. Và đừng mệt vội nhá, bởi vì sau đây cũng còn rất là nhiều những tiết mục hay. Cảm ơn, hẹn gặp lại ạ.